Giải cứu Lê Ngân, tâm điểm của mọi câu xích. Chiếc nhan sắc chấn động của Hồng Sang sau khi lột xác. Tini Doan đáp trả cực gắt khi bị nói bỏ chồng màu vui. Thích cái cách gửi khách giả ngủ để bơm hàng. Những mối tình tan vỡ gây tiếc nuối nhất sau biết việc. Giải cứu Lê Ngân, tâm điểm của mọi câu xích. Chỉ là cười không hé miệng nhưng lại nhận về quá nhiều gạch đá. Lê Ngân là cô nàng TikToker hiện đang sở hữu kênh TikTok với hơn 1 triệu người theo dõi. Mặc dù không quá nổi tiếng như những TikToker khác, nội dung của cô cũng có sự khác biệt. Video của Lê Ngân hầu như xoay quanh những sự kiện diễn ra trong cuộc sống, không làm vlog hay tạo niềm vui cho mọi người. Lê Ngân chỉ đơn giản đăng video về chiếc nhan sắc xinh đẹp của bản thân, nhưng lại nhận về quá nhiều gạch đá và chỉ trích từ phía cư dân mạng. Khán giả cho rằng không một chiếc clip nào cô nàng chịu cười hé miệng, hay phía dưới phần bình luận thì vô vàn những lời nói khó nghe như ngựa, răng của Lê Ngân, con ten rác phẩm, toàn những lời bình tiêu cực xoay quanh cô nàng khiến cho những người hâm mộ cũng phải bức xúc. Mặc dù không theo hướng đi của những TikToker khác nhưng Lê Ngân vẫn thành công thu hút một lượng người theo dõi khá lớn. Những video của cô cũng thu lại lượng view khủng. Có lẽ ai cũng có một sự tự ti của riêng mình, nên cũng đừng ai toxic với cô gái ấy nữa nhé. Hôm nay là tôi được khách bút qua nhà nhóm tóc nha bà con. Mà cha nội này ác lắm, đã đen mà đòi nhóm hồng. Thôi thì nó thích thì tôi cũng chịu. Ông bà nào cuối tháng hết tiền mà muốn nhóm tóc thì alo tôi nghe. Bao đẹp, bao lên màu chuẩn còn hơn salon nữa. Sắc chấn động của Hồng Sang sau khi lột xác. Phải nói là chiếc nhan sắc này quả thật không thể coi thường. Hồng Sang là một nàng TikToker hiện đang sở hữu kênh TikTok với hơn 400.000 người theo dõi. Cô nàng được biết đến nhiều hơn sau khi đăng tải những video clip tự học make up chấn động bờ kè. Những video của cô cũng từng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng bởi những màn biến hóa khôn lường của mình. Cô nàng hóa thân thành nhiều nhân vật như girl phố, cút girl, lần nào cũng khiến giới điệu mộ phải chấm hỏi. Thì mới đây, Hồng Sang đã có một màn lột xác ngoạn mục khi đến làm tóc tại một salon có tiếng trên tấp tấp. Sau khi nói tóc thì cô nàng nhờ chị nhân viên make up cho mình. Sau khi được tân trang lại gương mặt thì một màn biến hóa chấn động lịch sử đã khiến dân tình phải mắc chữ A mồm chữ O. Thật sự chiếc nhan sắc này của cô ấy không thể coi thường được. Xinh đẹp tới mức người nào từng chê bai cô nàng cũng phải xấu hổ lặng lẽ đi ra. Doan đáp trả cực gắt khi bị nói bỏ chồng màu vui. Cô gái chiều fan nhất cộng đồng mạng đã từng nổi lên bởi những clip review đồ trên mạng vừa có tâm và có tầm như hóa trang ma, review bộ đồ con gián còn ông. Bởi vì chiều những người yêu mến mình yêu cầu review trong phần bình luận, từ một cô gái này đã phải bán lỗ nước collagen của mình vì phải mua quá nhiều đồ khác về và trải nghiệm cho cộng đồng mạng được chiêm ngưỡng. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc review như những TikToker khác một cách hết sức là bình thường và nghiêm túc, Tini Doan lại mang cho mình một phong cách review không thể bắt chước được. Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở việc review đồ, cô nàng TikToker này còn có một phong cách đáp trả những lời bình luận không mấy thiện cảm trong những video của mình cực kỳ thẳng thắn và bá đạo. Mở màn bằng những lời lẽ đằm thắm và yêu thương của một quý cô xinh đẹp, nửa cuối của video sẽ bắt đầu biến hóa trở thành một con người khác với một chiếc mỏ rất hỗn không ai sánh bằng nhưng lại cực kỳ duyên dáng. Tuy là một cô gái với gương mặt khả ái và content cực kỳ hút view nhưng việc cô có thêm một chiếc mỏ hỗn khiến cho dân tình không khỏi điêu đứng bởi vì vừa cực kỳ hài hước nhưng lại vừa có phần hơi đáng sợ. Đúng không nè? Tại vì cái thằng chồng nó quan trọng với mày như vậy. Không có chồng, chồng bỏ là buồn là khóc. Là rầu rĩ không làm gì hết. Là phải lên mạng lấy cái video mà nước mắt rớt lã chả đó cho mày coi. Thích cái cách chị khách giả ngủ để bơm hàng. Đặt đồ online nhưng shipper giao đến thì chị mất tiêu. Mới đây trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một đoạn video của anh chàng shipper đội nắng băng ruộng đến tận nhà để giao hàng cho vị khách này. Nhưng khi đến nơi anh chàng lại ngơ ngác khi bị vị khách mắng vì gọi điện làm phiền. Chỉ vì miếng cơm manh áo nên anh chàng này vẫn từ tốn nhẹ nhàng vào nhà để giao hàng cho chị. Nhưng chị này lại bay thẳng lên võng nằm, mở quạt giả vờ đang ngủ say sưa. Chị ấy diễn như một diễn viên chuyên nghiệp, thậm chí đến cái điện thoại cũng được chị để một cách vô tình. Trong khi đầu còn lại thì không hề cắm vào ổ điện. Hoặc anh shipper kêu hàng cả giọng thì vị khách này vẫn nằm ngủ tỉnh bơ như một lời từ chối nhận hàng của shipper. Chỉ mất vài giây thị phạm diễn xuất với tiểu phẩm của mình, chị này khiến người xem ngán ngẩm và khiến nhiều người mê cái cách chị ta cắm sạc điện thoại. Chị chỉ thức những lúc cần thiết thôi và không thể nào thiếu anh chàng tiểu phẩm Chí Khang. Ngay lập tức anh chàng đã cùng mẹ trong vai chị Mỹ Lệ cosplay lại tình huống dở khóc dở cười trên khiến video gấp trở nên viral hơn và cộng đồng mạng được fan cười bò vì anh chàng bắt sóng quá nhanh. Cư dân mạng được fan chiêm ngưỡng cách Chí Khang cho video gốc viral vì hết lần này đến lần khác phần lớn cộng đồng mạng đều biết video của anh chàng trước rồi mới đến video gốc. Phải công nhận anh này rất nhanh và nhạy bén với các content vô tri như này. Những mối tình tan vỡ gây tiếc nuối nhất sau biết việc.
Dù cặp đôi đã gắn bó với nhau nhiều năm nhưng không thể đi đến một kết thúc viên mãn. Những chuyện tình đẹp như mơ, từng được công chúng hy vọng có cái kết đẹp, chia tay trong tiếc nuối. Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm, nghi vấn hẹn hò được 8 năm, tuy nhiên cặp đôi chưa một lần công khai chuyện tình cảm. Nhiều người hâm mộ hy vọng cặp sao sẽ về chung một nhà. Tuy vậy, 8 năm ấy kết thúc khi nam ca sĩ chính thức bỏ theo dõi Thiều Bảo Trâm, giữa nghi vấn chia tay. Cộng đồng mạng không ngớt xôn xao trước chuyện tình hợp tan giữa ba người Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng và Hải Tú. Một số cư dân mạng cho rằng cả hai đã hết yêu sau thời gian dài gắn bó. Số khác đổ lỗi cho trà xanh thứ ba xen giữa, nhưng tất cả đều không khỏi tiếc nuối cho một chuyện tình suốt 8 năm. Hương Giang, Mark Liu. Hoa hậu Hương Giang và CEO người Singapore Mark Liu phải lòng nhau trong game show Người ấy là ai từ tháng 8 năm 2020. Mặc dù nàng hậu chuyển giới hơn bạn trai 3 tuổi nhưng cặp đôi vô cùng hạnh phúc khi công khai. Đúng lúc người hâm mộ đang mong chờ một đám cưới sắp diễn ra thì cuối tháng 8 năm 2022, cả hai bất ngờ tuyên bố chia tay trong êm đềm. Sau một thời gian, Hương Giang bị Mark Liu bỏ theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Hành động này đang bị dân mạng ném đá vì quá phũ phàng. Trước phản ứng của người cũ, Hương Giang vẫn bình thản tiếp tục làm công việc của bản thân. Hòa Minh Di, Minh Hải. Vào năm 2017, Hòa Minh Di chính thức công khai hẹn hò thiếu gia Minh Hải. Đến năm 2019, cặp đôi vướng tin đồn đã dọn về sống chung nhà và bí mật kết hôn. Cặp đôi thoải mái xưng hô vợ, chồng trên mạng xã hội. Đầu năm 2020, mạng xã hội rầm rộ thông tin Hòa Minh Di đã sinh con đầu lòng. Và bất ngờ vào ngày Valentine năm 2021, Hòa Minh Di cùng Minh Hải đã chính thức công khai hình ảnh con trai đầu lòng, bé Bo. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2022, Hòa Minh Di khiến công chúng ngỡ ngàng khi tuyên bố kết thúc mối tình 5 năm với bạn trai doanh nhân Minh Hải. Sau chia tay, Hòa Minh Di ngày càng tích cực trong những hoạt động showbiz nhưng vẫn luôn dành thời gian bên con. Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn được đánh giá là một trong những mối tình chị ơi, anh yêu em đẹp nhất của showbiz Việt. Sau nhiều năm yêu nhau, mối tình của họ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đỉnh điểm là vào năm 2018, Kiều Minh Tuấn vướng tin đồn phim giả tình thật với bạn diễn An Nguy. Sau ồn ào, An Nguy trở về Mỹ và lập gia đình. Năm 2021, tin đồn Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay lại rầm rộ trên mạng xã hội. Ngày 15 tháng 5 năm 2022, Cát Phượng bất ngờ thông báo đã chia tay Kiều Minh Tuấn vào dịp Valentine 2021, sau 12 năm bên nhau. Theo nữ diễn viên, Kiều Minh Tuấn là người chủ động chia tay vì lý do không hợp, Khổng Tú Huỳnh và Ngô Kiến Huy. Năm 2010, khi còn là những nghệ sĩ trẻ tài năng của showbiz Việt, Khổng Tú Huỳnh và Ngô Kiến Huy đã phải lòng nhau và cả hai chính thức công khai tình yêu vào năm 2011. Cho dù cuộc tình của cả hai trải qua khá nhiều gian truân, thử thách, kể cả lúc Ngô Kiến Huy vướng vào scandal có con rơi với em gái Thanh Thảo thì Khổng Tú Huỳnh vẫn chấp nhận ở bên cùng anh vượt qua. Cặp đôi đã nắm tay nhau chung bước được gần 10 năm. Đáng tiếc là vào năm 2019, Khổng Tú Huỳnh chính thức xác nhận cô và Ngô Kiến Huy đã kết thúc mối quan hệ yêu đương. Hiện tại Khổng Tú Huỳnh và Ngô Kiến Huy đều đang tập trung vào cuộc sống riêng sau chia tay. Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu. Cặp đôi Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu luôn nhận được ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Từ tháng 10 năm 2017, cả hai tuyên bố chia tay khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Sau chia tay, Hồ Quang Hiếu từng hé lộ cả hai cũng có ý định quay lại nhưng vì không còn duyên nên hiện tại vẫn là bạn. Hiện tại, Hồ Quang Hiếu đã kết hôn với người mẫu Tuệ Như sau 4 tháng hẹn hò. Trong khi đó, Bảo Anh vẫn kín tiếng về chuyện tình cảm cá nhân.